Vừa nãy là chúng ta đã trao đổi về cái thao tác là tạo mặt nạ để che chắn một phần đối tượng. Thế nhưng đấy mới chỉ là một loại mặt nạ ở trong Illustrator thôi. Illustrator còn cung cấp cho các bạn thêm một kiểu mặt nạ nữa là kiểu mặt nạ transparency, tức là nó sẽ che mờ dần. Đấy, che mờ dần. Thế thì cái này thì nó liên quan tới cái phép tô chuyển. Và chúng ta cùng nhau xem là chúng ta sẽ sử dụng cái này như thế nào nhé. Đây, ví dụ tôi lại nhập lại cái ảnh vừa nãy đi. Đây, một cái ảnh. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm một cái tình trạng là bóng bóng đổ đi, bóng xoay gương đi, chẳng hạn như thế. Chúng ta lập thử cái ảnh này. Đây, chọn công cụ Reflect, nhấn Alt này, chọn vào cái cạnh này để tạo ra thao tác lập, chọn lập và copy. Bây giờ tôi có hai cái bức ảnh hoặc là hai cái đối tượng nào đó nó như thế này, được chưa? Này, thu nhỏ lại một tí cho nó vào trong trang giấy cho dễ nhìn nhé. Bây giờ chúng ta muốn là cái phần này nó giống như một cái bóng đổ ở dưới đó, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn cho tôi một cái hình nào đó vẽ ra. Hình này hiện tại thì nó sẽ bao phủ, nó che kín cái ảnh nằm dưới hoặc là đối tượng nằm dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác đó là chọn vào phần bề mặt và chúng ta chọn kiểu tô chuyển gradient. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tô chuyển được đưa vào như thế này. Hiện tại đây là màu đen và trắng, đúng không? Tôi và các bạn sẽ xoay chuyển một chút và chúng ta cho nó chuyển đi là 90 độ đi. Nó như thế này. Yêu cầu bây giờ chúng ta lật, chúng ta chuyển reverse để cho phần đen xuống dưới, trắng lên trên. Các bạn có thể điều khiển ngay ở đây hoặc là các bạn có thể điều khiển bằng công cụ Gradient Tool và các bạn tăng hay giảm cái phần màu đen ở trên cái bề mặt này, hoặc là các bạn kéo cái con trượt này để các bạn điều chỉnh xem là cái phần mặt nạ che chắn này nó đen nhiều hay là trắng nhiều. Sau khi mà chúng ta làm đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một thao tác như thế này, cũng như là cái thao tác mà làm mặt nạ vừa rồi, thì chúng ta cũng nhấp chuột và vẽ ra một cái mặt kỳ như thế này để chọn cả cái hình transparent, cả cái hình gradient mà chúng ta vừa mới làm cộng với lại cái đối tượng mà đang bị che dưới. Sau khi mà chọn xong như thế này thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta vào cái phần tab bên cạnh, đó là phần transparency. Thì các bạn nhìn thấy cái hình mặt nạ mà chúng ta vừa mới vẽ ra nó nằm ở đây. Thế thì ở buổi trước thì chúng ta làm việc thì chúng ta làm ở cái gì nhỉ? Làm ở cái chế độ hòa trộn này. Vừa rồi thì chúng ta cũng đụng tới một chút opacity này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta không làm trong này, chúng ta không làm trong này mà chúng ta làm ở trong cái mũi tên sổ ra này cơ. Các bạn đưa chuột vào trong cái góc trên bên phải này, bấm sổ mũi tên ra để nhìn thấy được cái menu ngữ cảnh và tìm tới cho tôi cái lệnh thứ ba từ trên xuống, đó là lệnh make opacity max. Sau khi các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái hình này của chúng ta nó sẽ làm sao đây, nó sẽ mờ đi. Ở đây là chúng ta theo chuyển mờ dần đấy. Và các bạn lưu ý một chút, sau khi mà chúng ta thực hiện lệnh thì nó có cái sự thay đổi ở trong hai câu này. Đây, tháo ra nhé, tháo ra thì vẫn trên nguyên tắc là Illustrator làm cái gì ở đâu thì làm ngược lại thì sẽ cũng vẫn phải tìm đến đúng chỗ đó, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn Release này, tháo ra. Đấy, nhìn kỹ lại nhá. Lúc mà chúng ta chọn như thế này thì các bạn nhìn thấy cái mặt nạ là đen trắng này thôi, đúng không? Sau khi các bạn ấn lệnh thì nó xuất hiện thêm một ô này nữa. Bên này là hình ảnh, bên này là mặt nạ che chắn. Và ở đây thì các bạn còn thấy có thêm một cái lệnh nữa, một cái checkbox nữa là checkbox clip. Đấy. Checkbox clip này thì nó giải quyết cái vấn đề gì? Checkbox clip này nó giải quyết cái vấn đề là những cái đối tượng nào mà nằm ở bên ngoài cái mặt nạ thì nó cũng sẽ bị giấu đi, không được nhìn thấy. Còn nếu trường hợp mà chúng ta tắt chế độ clip thì cái gì mà nằm ngoài mặt nạ thì nó vẫn hiển thị. Còn cái nào nằm trong mặt nạ thì nó sẽ chịu ảnh hưởng mặt nạ mà nó che một phần nào đó. Thế còn các bạn có điều chỉnh được cái này không? Các bạn điều chỉnh được. Đây, chúng ta sẽ làm như sau.
Trong hai cái phần này thì các bạn chỉnh cái gì thì các bạn phải chọn cái đó. Các bạn muốn chỉnh cái ảnh thì các bạn bấm vào cái ảnh này thì nó sẽ hiển thị ra cái ảnh đang bị giấu phía sau. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn đụng tới mặt nạ thì các bạn phải bấm vào ô này, kích hoạt nó lên thì lúc đó các bạn mới chọn được mặt nạ. Và các bạn có thể chọn xử lý bằng hai cách. Một là các bạn nhấp vào cái mặt nạ này, các bạn dịch nó xuống, hay là kéo nó lên thì nó bản thân nó do nó đang che lên trên cái đối tượng, cho nên các bạn dịch đến đâu thì cái đối tượng bên dưới nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái mặt nạ di chuyển, nó sẽ trong hay đục đến đó. Thế còn trường hợp thứ hai là các bạn là nhấn vào cái công cụ gì đây nhỉ, các bạn nhấn vào cái công cụ tô chuyển đây, và bằng cách như thế này thì các bạn có thể điều chỉnh đây. Ví dụ các bạn muốn cho nó hiện ra nhiều, hiện ra ít đấy, giấu nhiều giấu ít thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Thế còn một cái phần nữa tôi cũng chứng minh luôn là cái phần clip này nó như thế nào. Đây, chẳng hạn như là tôi nhắc cái này và tôi kéo lùi nó xuống thì các bạn thấy rằng là thực ra thì hai cái ảnh của chúng ta là nó nằm sát vào nhau, đúng không? Nhưng mà khi mà tôi đánh dấu cái clip này này thì tôi hạ cái mặt nạ xuống thấp một tí và có một cái phần hình ảnh nó bị lộ ra, thì cái chức năng clip này nó sẽ tô màu đen vào đây để nó giấu luôn cái phần hình ảnh mà nằm ngoài mặt nạ đi. Nhưng nếu bây giờ tôi bỏ cái chế độ clip này thì các bạn sẽ lại thấy là nó không che cái phần mà nằm ngoài mặt nạ nữa. Đấy, clip này đấy, thì nó tô đen vào đây và nó giấu cái đó đi đấy. Còn cái chế độ invert mask thì nó sẽ làm đảo ngược chế độ lại đấy, có nghĩa là cái màu trắng và đen trên mặt nạ nó sẽ đổi chỗ cho nhau, và tất nhiên là cái phần mà che mờ nó cũng sẽ ngược lại đấy. Nhớ một điều như thế này, kể cả trong trường hợp là các bạn xóa bỏ cái mặt nạ đi thì không có nghĩa là cái lệnh đó nó kết thúc nhé. Đây, ví dụ này, quan sát này, bây giờ tôi xóa cái mặt nạ này đi, không có nghĩa là cái này đã kết thúc. Các bạn muốn kết thúc thật sự thì các bạn vẫn phải vào đây, các bạn chọn cái lệnh release đấy, thì lúc đó nó mới hủy bỏ hoàn toàn cái lệnh đó đi. Và trong một vài trường hợp các bạn sẽ rất lúng túng khi mà bắt đầu làm việc với cái này, là các bạn muốn vẽ thêm một cái gì đó, các bạn là điều chỉnh cái gì đó các bạn không làm được. Đây, tôi cầm con dép tôi ăn đồ lại để cho bạn nhìn. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn vẽ thêm một cái gì đó, đó, các bạn sẽ không nhìn thấy nó, kể cả bây giờ đây tô màu không nhìn thấy. Lý do vì sao? Lý do là vì chúng ta chưa kết thúc cái lệnh này, mà ở trong cái cửa sổ này thì các bạn nhìn thấy rõ ràng cái hình đỏ, đúng không? Đấy, trong cửa sổ nhỏ nhỏ này các bạn nhìn thấy hình đỏ, nhưng mà trên cái cửa sổ chính này thì các bạn lại không nhìn thấy. Lý do là vì các bạn đang chọn vào cái gì. Lưu ý nhé, có hai phần, một là đối tượng và hai là cái mặt nạ. Các bạn do đang kích hoạt cái mặt nạ cho nên cái việc các bạn vẽ gì vào trong mặt nạ thì nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng nếu bây giờ mà tôi chọn vào đây đấy thì tôi có thể vẽ thêm được không? Vẽ thêm được bất cứ cái gì chúng ta thích sẽ đều thấy hiển thị ngay, do chúng ta chọn đúng cái lớp đấy, chọn đúng cái phần làm việc đấy. Chứ còn các bạn vẽ vào trong mặt nạ, vẽ thì trông thấy hình nhưng mà đến lúc view thì lại không thấy cái gì cả. Lý do vì các bạn đang vẽ vào trong lớp mặt nạ. Thế bây giờ nếu mà tôi tháo cái mặt nạ này ra thì sao? Đấy, lúc này thì mặt nạ cũng thấy mà cái hình mới vẽ thêm cũng thấy. Và do đó thì các bạn phải lưu ý kỹ cho tôi. Một là làm việc thì phải chọn đúng lớp, lúc nào điều chỉnh mặt nạ thì chọn mặt nạ, lúc nào mà đụng tới cái tầng thứ mà chứa các đối tượng khác, chúng ta muốn thêm, muốn bớt, muốn dịch gì đó thì chúng ta phải chọn đúng. Thứ hai là việc xóa bỏ cái mặt nạ đi không có nghĩa là lệnh đã được giải trừ, mà giải trừ nó phải bằng đúng cách, tức là vào trong này và chọn lệnh release, thì lúc đó chúng ta mới có thể giải quyết được là dứt bỏ hoàn toàn cái mặt nạ che theo kiểu chuyển tô chuyển đó. Thế thì đấy là cái kỹ thuật mà tạo mặt nạ thứ hai. Đấy, kỹ thuật này không che hoàn toàn mà che mờ dần dần mà phụ thuộc vào cái việc mà các bạn điều chỉnh trên cái mặt nạ đen nhiều đen ít, cái độ phủ nó ở đâu. Cái cách này cũng là một cách mà chúng ta sẽ thường xuyên hay dùng. Tất cả những hiệu ứng mà đổ bóng theo cái kiểu là soi gương xuống mặt nước thì chúng ta đều hay sử dụng cái này. Thực ra thì ở trong Photoshop nó cũng có cái
cách như thế này đúng không? Nhưng mà cái thao tác thì hai hai chương trình là nó làm khác nhau. Đấy, kể cả các bạn biết là trong Photoshop có rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải học cái thao tác để làm sao tạo ra được cái này ở trong Illustrator. Thế bây giờ các bạn lại dành một chút thời gian để làm việc với cái phần đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sang thêm một hiệu ứng nữa là hiệu ứng 3D ở trong trong Illustrator.